Cô xin chào các em. Tiết học phần trước, các em đã được cô dạy hai vần yết, ước. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em bài 90, đó là bài ôn tập. Chúng ta đã học các vần có âm pờ cuối. Hôm nay, các em sẽ ôn tập để nhớ lại cấu tạo và nhận biết các vần một cách chắc chắn hơn. Bây giờ cô mời các em hãy quan sát trên màn hình và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À đúng rồi, tranh vẽ ngọn thác. Thế trong từ ngọn thác, tiếng nào mang vần ác? Tiếng tháp mang vần ác. Và bây giờ cô trò chúng ta cùng đọc lại vần ác nhé. A, P, Áp, Áp. Bây giờ cô sẽ đọc các âm ở cột dọc và các âm ở dòng ngang. Sau đó chúng ta sẽ ghép các âm ở cột dọc với các âm ở dòng ngang sao cho thích hợp để tạo thành các vần đã học. Bây giờ các con cùng đọc theo cô nha. A, Á, Ớ, O, Ô, Ơ, U, E, Ê, Y, Y, Ê, Ư, Ơ. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc nha. Áp, ấp, ốc, óp, ốp, ớp, ức, ép, ép, yếp, ướp. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại các vần có âm bờ cuối nhé các con. Áp, ấp, ốc, óp, ốp, ớp, ức, ép, ép, íp, yếp, ướp. Như vậy chúng ta đã ôn các vần. Bây giờ các em sẽ đọc các từ ứng dụng nha. Các con hãy đọc thầm từ đầu tiên đi nào. Rồi, bây giờ các con cùng đọc theo cô nha. Ấp trứng. Trong từ ấp trứng, tiếng nào mang vần hôm nay chúng ta ôn? À, đó chính là tiếng ấp mang vần ấp. Thế ấp trứng nghĩa là gì các con? Cô mời các con hãy nhìn bức tranh trên màn hình. Ấp trứng, đây là hình ảnh con gà mẹ đang ấp trứng để chuẩn bị nở ra gà con đó các con à. Từ tiếp theo, cô mời các con đọc. Rồi, bây giờ các con cùng đọc theo cô nha. Đầy ấp. Trong từ đầy ấp, tiếng nào mang vần hôm nay chúng ta ôn? Đó là tiếng ấp, đúng không các con? Thế đầy ắp nghĩa là gì? Đầy ắp nghĩa là trạng thái không còn chứa thêm gì được nữa. Cô ví dụ ly nước đầy ắp. Từ cuối cùng cô mời các con đọc. Rồi các con cùng đọc với cô nha. Đón tiếp. Trong từ đón tiếp, chúng ta thấy tiếng tiếp mang vần yếp. Hôm nay cô vừa mới ôn cho các con đó. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau đọc lại ba từ ứng dụng nha các con. Đầy ấp, đón tiếp, ấp trứng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc đoạn thơ ứng dụng. Trước khi đọc đoạn thơ ứng dụng, cô mời các con cùng nhau quan sát bức tranh. Con thấy trong tranh vẽ gì nào? À, trong tranh có cá mè, cá chép. Rồi bên bờ hồ các con thấy con cua nha. Đây, và sau đây cô sẽ có đoạn thơ ứng dụng minh họa cho bức tranh nêu trên. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc. Cá mè ăn nổi, cá chép ăn chìm,
con tép lim dim trong chùm rễ cỏ, con cua áo đỏ cắt cỏ trên bờ, con cá múa cờ đẹp ơi là đẹp. Bạn nào cho cô biết đoạn thơ trên gồm có mấy dòng? À đúng rồi đó các con, đoạn thơ này gồm có 8 dòng. Bây giờ các con hãy đọc thầm và hãy tìm cho cô tiếng nào mang vần hôm nay chúng ta ôm nha. Bạn nào biết nào? À đúng rồi, đó là tiếng chép, tiếng tép và tiếng đẹp. Cả ba tiếng này đều mang vần ép, hôm nay cô ôm. Và bây giờ cô mời các con hãy cùng với cô đọc lại bài này một lần nữa nha. Cá mè ăn nổi, cá chép ăn chìm, con tép lim dim trong chùm rễ cỏ, con cua áo đỏ cắt cỏ trên bờ, con cá múa cờ đẹp ơi là đẹp. Hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Ngỗng và Tép. Các con thấy trong tựa câu chuyện tiếng nào mang vần hôm nay chúng ta ôm? À, đó là tiếng tép nha các con, và tiếng tép mang vần ép. Bây giờ các con hãy quan sát, trên đây có 4 bức tranh, tranh 1, tranh 2, tranh 3 và tranh 4. Cô sẽ lần lượt kể từng tranh cho các con nghe. Tranh 1. Một hôm nhà nọ có khách, chợ thì xa, trong nhà chẳng còn thức ăn để đãi khách. Thấy vậy, người vợ bèn bàn với chồng: "Mình ơi, thôi thì chẳng mấy khi bác ấy qua nhà mình chơi, hay là mình thịt đi một con ngỗng, đãi bác ấy để lại một con nuôi cũng được." Tranh 2. Vợ chồng ngỗng nghe thấy ông bà chủ nói như vậy thì buồn lắm. Cả đêm hôm ấy, vợ chồng không ngủ được. Con nào cũng muốn chết thay con kia, chúng cứ bàn nhau mãi. Nằm trong nhà, người khách không sao ngủ được, vì ông là người đặc biệt, có kỹ năng nghe được tiếng nói của các con vật. Ông trằn trọc mãi vì thương cho đôi ngỗng biết quý trọng tình cảm vợ chồng. Tranh 3. Sáng hôm ấy, ông khách dậy thật sớm, ngoài cổng có người rao bán tép. Ông bèn nói với vợ chồng người bạn là ông chỉ thèm ăn tép thôi. Người bạn chiều khách liền mua mớ tép đãi khách mà không giết ngỗng nữa. Cuối cùng, vợ chồng ngỗng thoát chết. Từ đó, ngỗng không bao giờ ăn tép nữa. Như vậy, cô đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện Ngỗng và Tép. Sau khi các con nghe cô giảng bài xong rồi, thì cô có một phiếu luyện tập dành cho các con. Các con nhờ ba mẹ in ra và hướng dẫn cho các con làm nha. Trong bài ôn tập có một bài luyện viết. Các con lưu ý khi các con viết, các con nhớ rèn chữ đúng độ cao, độ rộng, đúng khoảng cách và viết bài thật là sạch sẽ nha. Và trong khi viết, các con chú ý tư thế viết của mình thật là ngay ngắn. Sau khi làm bài xong, các con nhờ ba mẹ chụp lại và gửi qua Zalo để cô xem nha. Và các con chuẩn bị tiếp bài tiếp theo, đó là bài 91, bài Oa Oe. Cô chúc các con có một tiết học thật là vui vẻ nha. Cô xin chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con.